Các bạn nhỏ ơi, điện thoại nào có biểu tượng quả táo cắn dở, các bạn nào biết không? À, iPhone chứ gì? Đúng rồi, giỏi quá. Đây là một trong những chiếc điện thoại phổ biến nhất hiện nay và chắc hẳn rất nhiều người thân của chúng mình cũng đang sử dụng. Vậy hôm nay chúng mình cùng vẽ bức tranh điện thoại iPhone nhé. Yeah. Chào mừng các bạn nhỏ đến với kênh T-Box Kids Coloring. Các bạn biết không, chiếc điện thoại iPhone là một trong những sản phẩm của hãng Apple. Apple là quả táo. Chúng mình vẽ một cái điện thoại hình chữ nhật bo tròn ở góc. Và đây là hình chữ nhật đứng nha. Chúng mình trang trí cho mặt trước của chiếc điện thoại này với màn hình tay thỏ và biểu tượng quả táo cắn dở ở giữa. Cùng đó là một vài họa tiết vòng cung xung quanh quả táo nhé. Tiếp đó chúng mình vẽ mặt sau của chiếc điện thoại nhé. Vì là mặt sau nên cũng có hình chữ nhật đứng với kích cỡ giống hệt mặt trước. Chỗ này là một hình vuông này. Trong một hình chữ nhật nho nhỏ có một hình vuông to to. Trong hình vuông to to lại có vài hình tròn nho nhỏ. Những hình tròn đó chính là những chiếc camera và đèn để chụp ảnh đấy. Ở giữa mặt sau cũng có biểu tượng quả táo cắn dở này. Vẽ như vậy là ổn rồi đó các bạn. Giờ thì chúng mình tiến hành trang trí cho chiếc điện thoại này rực rỡ màu sắc mới được. Đầu tiên là lọ màu xanh dương để tô cho góc bên trên màn hình. Màu xanh dương trong tiếng Anh là blue nhé các bạn. Chúng mình đừng tô vào cái cuống và quả táo nhé. Cứ gọi là cái cuống đi, một cái cuống cách điệu trang. Góc bên dưới chúng mình tô màu xanh lá nha. Màu xanh lá là green. Chúng mình chừa mấy góc nhỏ bên phải, không tô xanh lá đâu đấy. Ở giữa bên trái này chúng mình tô màu xanh dương nhưng mà nhạt hơn nào. Nếu xanh dương là blue thì xanh dương nhạt là light blue. Vậy thì tô luôn góc nhỏ ở giữa này màu light blue luôn. Những cái tím bên cạnh và giữa hai tay thỏ cũng được tô màu xanh nhạt. Thôi sẵn cái lọ này, tô luôn xanh nhạt cho góc dưới cùng bên phải nhá. Sang mặt sau của chiếc điện thoại, chúng mình tô viền của những hình tròn to và hai chấm tròn nhỏ cùng biểu tượng quả táo cắn dở cũng màu xanh dương nhạt. Sao mà đắng xanh dương nhạt thế? Có vẻ các loại màu khác đã hết sạch rồi. Để tô màu viền cho chiếc iPhone, chúng mình lấy lọ màu xanh dương đậm nào. Tô thật khéo nha các bạn, không thì tô vào màn hình mất. Quả táo thì cũng nên tô màu gì đó cho bắt mắt phải không các bạn? Chứ gì nữa ai lại để màu trắng thế kia? Thế thì chúng mình tô màu hồng nhạt xem nào. Ổn án đấy, hồng nhạt là light pink. Bác thế thì tô luôn cho cái cuống màu hồng nhạt. Và đây cũng chính là màu mặt sau của chiếc điện thoại nhá. Để tô những mảng màu lớn như thế này, chúng mình nhớ gạt bớt bọt nước ở đầu cọ vào miệng lọ rồi mới tô cho giấy đấy. Và quan trọng là chúng mình phải tô thật đều tay, dàn đều màu ra nha. Nào cẩn thận, không để tô màu hồng vào quả táo xanh bây giờ. Giờ chúng mình chưa dùng đến một màu rất đẹp, chính là màu vàng. Chúng mình lấy màu vàng tô cho phần nền hình vuông chứa các hình tròn nào. Đoạn này cũng phải hết sức chú ý, hết sức cẩn thận, không là tô màu vào các hình tròn này mất đấy. Bước cuối cùng rồi đây, chúng mình tiến hành tô đậm lại đường nét của toàn bộ bức tranh đi các bạn. Các bạn nhìn xem, trong quá trình tô màu, chúng mình đã làm cho các đường nét này bị mờ đi. Vậy thì đây chính là công đoạn giúp cho bức tranh sắc nét trở lại và đẹp hơn rất nhiều đấy. Thật đấy, nhìn xem này, các hình tròn này cũng rõ ràng và tròn trịa hơn rồi. Cả quả táo nữa, chúng mình vẽ lại cho ra hình ra dáng đi nào. Như vậy là chúng mình đã hoàn thành bức tranh vẽ và tô màu chiếc điện thoại iPhone. Với cách vẽ và tô màu này, chúng mình có thể làm thêm được cả một cửa hàng iPhone lớn đấy chứ. Các bạn nhìn kìa, chiếc điện thoại do chúng mình thiết kế và tô màu được đặt ở chỗ trang trọng nhất trên kệ hàng. Có vẻ có một anh đang rất thích nó đấy. Chú nhân viên ra tư vấn nhiệt tình cho anh ấy kìa. Ôi, anh ấy lại muốn đi xem cả những mẫu mã khác. Không sao nha, có một cô khác cũng có vẻ thích chiếc iPhone mà chúng mình vừa thiết kế. Giá mà chúng mình sở hữu một cửa hàng như vậy thật, thì mỗi hôm chúng mình lại cho ba mẹ mượn một cái. Đúng rồi, vì chúng mình đã biết sử dụng đâu cơ chứ. Các bạn nhỏ nhớ bấm like video, ấn nút đăng ký và nhấn chuông thông báo để đón xem những tập thú vị tiếp theo nha.